Xin chào các bạn. Trong video clip này mình sẽ chia sẻ hướng dẫn với các bạn cách đổ mực cho cái gạt chít CF 3503A nha các bạn. Đây là hộp mực zin ha. Mực zin của hãng. Cái này dùng cho máy in HP laser màu nha các bạn. Cái mã máy là M254. Đây. Cái hộp mực này thì nó không có bắt ốc vít gì hết á. Đây đầu này có một cái lò xo. Thì chúng ta sẽ tháo cái đầu này. Mình tháo lò xo ra ha. Nhấm nhẹ lên ha, dùng kìm mỏ nhọn ha, nhấm nhẹ lên. Là bây giờ cái đầu này thì chúng ta sẽ nạy nó ra. Nạy nó ra thì chúng ta sẽ dùng một cái vít dẹp ha. Cái này bạn có cái vít dẹp nào mà cái đầu bản dẹp nó càng lớn thì càng dễ làm nha. Bạn thấy không? Đầu nào càng dẹp. Lớn lớn dễ làm. Bật cái này nó nhảy lên. Thì khó đấy. Cục zin mà. Đó. Nên là hơi mạnh tay chút ha. Rồi. Này đều nó sẽ ra được nha các bạn. Vậy là ok nha. Này đừng để cho nó gãy cái chốt này nha. Chốt này không được để cho nó gãy là rồi luôn đó. Là bỏ luôn hầm mực á. Rồi giờ tách ra thôi. Đâu ra. Vậy các bạn không biết cái lắc qua lắc lại là nó sẽ ra. Tách đôi ra. Cái này nhiều khi các bạn thấy mình lấy ra nó hơi khó khăn. Giờ ta để an toàn á. Thì các bạn nên rút rum ra. Tháo rum để ngoài ha. Tháo rum để ngoài. Lấy dây gói lại. Lắp vô cũng vậy nữa, để cho nó an toàn các bạn. Vậy thì mình làm mình lắp qua lắp lại không đều tay, nó chạy luôn. Bạn thấy? Đây. Vậy mình cứng quá ha. Hơi cứng nha. Xoay qua xoay là một lúc nó ra được. Rồi, bây giờ mình sẽ xử lý cái phần mực thải này chứ. Rồi, tháo hai ốc ra. Rồi, tháo gạt ra. Hàng chính hãng mực thải cũng nhiều lắm nha các bạn, nhớ hết luôn nha. Vô cái siêu lá lúa lên. Lắp gạt rum lại. Nè, ta đã hình lắp ốc lại ha. Siết ốc lại.
Rồi, lau sạch chuột sạc lại. Các bạn thấy thường mình lau mấy chuột sạc á, mình cầm ở ngoài mấy đầu kim loại không, chứ không bao giờ mình cầm lên trên chuột sạc. Nè, lau sạch sẽ, lắp vô lại. Các bạn lưu ý là mình sẽ không có lắp rum vô luôn nha, rum mình để lắp, mình lắp vô sau cùng. Rồi bây giờ ta sẽ lấy mấy cái phần này, phần này nó cũng vậy, đầu này cũng là toàn là bằng chốt nhựa không, các bạn thấy không, đây chốt nhựa hết rồi. Vậy là mình cũng sẽ dùng cái vít dẹp á, bản hơi lớn một chút nha các bạn, mình đặt như mình này. Mình để cái chiều này để mình làm video cho các bạn xem, nó hơi khó thì nó không, mình sẽ không có thuận tay. Thuận tay cho mình làm các bạn. Đây. Một đầu. Còn đầu trên đây nữa. Khó quá. Rồi mình lại thẳng lên luôn ha. Đây. Này như này lên luôn. Các bạn thấy chốt nhựa chết không? Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái chục từ ra. Các bạn lưu ý nha, mấy cái vị trí như của nhôm bên đây hay là cái bạc phíp này nè, cái cần nhựa nè. Nhưng các bạn không quen, các bạn lấy ra để có chiều một đi, lát các bạn lắp vào. Rồi, đây, lấy ra. Rồi bây giờ mình sẽ hút sạch toàn bộ cái mực còn lại trong cái bộ mực này nha các bạn. Rồi thì hút sạch cái mực nó ra, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đổ mực vào. Đây, dao mà cái chai màu magenta đấy.
không còn nữa, lau chùi sạch sẽ. Nó sẽ sớm nó sẽ lắp lại. Cái gạt này zin lần đầu bơm nên là nó không có đóng ba cái mặt vô gạt nữa các bạn. Rất là đẹp. Nè, chúng ta xoay nó vào luôn. Gắn cái gông này lại. Bật bếp này lại. Xong này. Mới có mấy lỗ ha, gắn lại. Nè. Xoay thử ha. Lắc cho đều mực lên nha các bạn. Bạn làm thấy nó đều một cái hình như thế này là được, không có bị sọc trắng hay là nó đùng mực lên là ok nha các bạn. Bởi vì một lát mình đưa vào máy á, để trong máy sẽ trộn lại khác liền nha các bạn. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ thay luôn chiếc nha các bạn. Đây, chiếc chỗ này đây. Một lát mình sẽ thay nó sao đây. Bây giờ mình ráp lại chiếc. Nó có cái đầu ở chỗ này. Gắn gắn lọt lầm vô trong là ok. Nó chưa lọt vô là sẽ không gài qua được. Gài vô hơi khó chứ.
Khó khăn vậy. Lắp lên vậy lại ha. Đúng vị trí gắn như lại. Sao lật lên. Rồi thì mình đã tiến hành đổ mực xong cái gạt kít CF5-3A nha các bạn. Bây giờ mình sẽ một lát nữa mình sẽ thay chip sau nha. Bây giờ mình bơm mực trước thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé.